Ở bài trước chúng ta đã cùng nhau đề cập đến công cụ pen. Tiếp theo chúng ta sẽ đề cập đến công cụ text. Tôi làm như sau, các bạn bấm vào phím text. Đầu tiên chúng ta có thể gõ chữ. Nhưng trước khi gõ chữ các bạn hãy lưu ý rằng chúng ta có thể đổi màu. Các bạn bấm ô màu trắng trên này. Tôi đổi thành một cái chữ màu xanh chút. Ví dụ chữ này, ok. Sau khi đổi màu xong các bạn xác định xem cỡ chữ chúng ta cao bao nhiêu. Không chữ là không chữ gì. Và kiểu nghiêng hay thẳng hay bình thường. Ở đây các cái kiểu so hàng nó ở giữa, ở trái qua hay ở phải qua. Bây giờ tôi gõ chữ. Ví dụ. Tôi gõ xong các bạn bấm Enter thì nó sẽ xuống dòng cho các bạn để gõ tiếp. Tôi có thể gõ thêm số điện thoại của tôi. Ở dòng dưới này tôi chọn nó và tôi cho nó nhỏ hơn. Ví dụ 2. Tôi có thể Enter sâu xuống. Ok. Nếu như các bạn đã xong, các bạn nhấn phím Ctrl Enter trên bàn phím. Hoặc là chúng ta nhấn dấu check ở đây. Nếu không đồng ý các bạn bấm vào dấu này. Nó sẽ làm mất chữ và coi như chúng ta chưa có thao tác gì cả. Tôi đồng ý tôi bấm vào đây. Các bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl T trên bàn phím. Để co giãn chữ. Giữ phím Shift để co giãn đều. Còn nếu thoát ra chúng ta nhấn phím Escape. Với chữ sau khi chúng ta viết xong các bạn về phím V trên bàn phím. Chúng ta có thể di chuyển. Hoặc nhấn T để về công cụ text, chúng ta có thể đổi màu trực tiếp. Xanh đỏ tím vàng cũng được. Ví dụ tôi chọn màu này, tôi ok chẳng hạn. Các bạn cũng có thể đổ bóng cho chữ bằng cách nhấp đúp hai lần chuột trái vào vùng này. Và check vào phần đắp sơ đao. Sau khi check vào, các bạn đưa con trỏ chuột ra ngoài, nhấn chuột trái kéo xuống. Chúng ta thấy bóng của chữ. Màu bóng chúng ta cũng có thể quy định được. Ở đây là màu đen. Tôi chọn màu nào khác. Xanh này các bạn. Tùy từng bạn. Thích màu nào chúng ta chọn màu đó. Sau đó ok đóng lại. Và ok tiếp. Chúng ta cũng có thể chỉnh chữ. Nó co giãn hơn. Chiều cao giữa các hàng nó tách ra. Bằng cách chúng ta đang chọn chữ. Các bạn vào bảng này. Ở đây chúng ta có tất cả những đối tượng về chữ. Chỉnh sửa character. Các cái tỷ lệ và đơn vị, nhưng ở đây chúng ta nên dùng hai cái đối tượng này thôi. Thứ nhất chiều cao. Chữ cao lên hay thấp xuống. Tỷ lệ như thế nào, chúng ta kéo. Và khoảng cách giữa các chữ theo bề ngang. Các bạn có thể chọn màu. Đậm hay không? Có nghiêng hay không? Gạch chân, gạch ngang. Tùy từng công việc của chúng ta sử dụng đối tượng này như thế nào. Ở đây chúng ta cũng có thể chuyển chữ dạng đơn giản, chữ nghiêng, vân vân. Hay là chúng ta chuyển chữ đậm. Thì đây là cái bảng chúng ta sẽ cùng nhau hiệu chỉnh chữ. Ngoài cách chúng ta có chữ ngang, chúng ta có thể có chữ dọc nữa. Các bạn chuột phải vào đây. Chọn Text Vertical Style. Tôi có thể bấm vào đây tôi gõ. Ví dụ tôi có chữ đồ họa. Tôi đồng ý. Thì bây giờ dòng chữ của chúng ta đã dọc rồi. Các bạn nhấn phím V trên bàn phím để di chuyển. Tương tự chúng ta cũng có thể nhấn phím T và bấm một cái biểu tượng này để chỉnh sửa. Các bạn để ý thấy rằng ở đây các cái chữ dọc cũng có biểu tượng khác hơn. Bây giờ chuyển qua tấm hình thứ hai. Các bạn thấy chúng ta có chữ nhưng mà trong chữ có hình. Cái điều này làm như thế nào? Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như sau. Đầu tiên các bạn nhấn phím Y trên bàn phím. Chúng ta hút màu. Các bạn nhấn tổ hợp phím Alt Plus Delete. Trong khi phim màu rồi, tiếp theo các bạn nhấn đúp vào cái background này, mở khóa ra. Tiếp theo chúng ta qua bên này, các bạn cũng mở khóa ở đây. Sau đó chúng ta về phím V trên bàn phím, cầm cái ảnh này, chúng ta kéo thả qua bên này. Ở đây tôi có thể nhấn phím Ctrl T để cho nó lớn hơn. Để vị trí này, tôi Enter. Chúng ta kéo tấm hình này xuống. Bây giờ chúng ta bắt đầu dùng công cụ vẽ text, các bạn chuột phải vào và chọn Text Mask Tool, tức là chúng ta vẽ text nhưng mà ra vùng chọn. Tôi chọn hình này. Tôi vẽ chữ Candy. Tôi cần Ctrl A cho kích cỡ lớn lên. Tôi cho 10 chẳng hạn. Hoặc là 15. Và tôi đồng ý. Sau khi gõ xong các bạn thấy rằng text của chúng ta đã có biên dạng vùng chọn.
Các bạn di chuyển về đối tượng chọn vùng chọn này và cầm máy tách này kéo. Nếu như các bạn không về cái công cụ này thì điều xảy ra là chúng ta sẽ kéo và cắt đối tượng này luôn. Tôi chọn đến đây và kéo xuống vị trí dưới này. Nếu như tôi chọn cái vùng trên này, tôi nhấn phím delete trên bàn phím thì chuyện gì xảy ra? Thì chữ Kanji chúng ta đã hiển thị rồi này các bạn. Tôi nhấn Ctrl D bỏ chọn. Thực ra đây chúng ta sử dụng layer lớp và chúng ta xóa đi phần trên thì nó hiển thị vùng dưới mà thôi. Tôi có thể chọn vùng dưới, nhấn Ctrl T và giữ Shift Alt Tab kéo rộng ra. Hình của chúng ta đã có màu rồi các bạn. Các bạn về cố gắng thực hành nhiều, trình bày như cái hình mà chúng ta đã có trong phần bài tập để luyện công cụ tách này nhiều hơn. Ở đây ngoài tách ngang chúng ta cũng có phần tách dọc nữa.